vì tôi lần nuôi mái này có nắng nó bứng nổi thì ướt rồi là có ướt cũng mấy bao lúa đó kém cứ cho cùng xé đi ngoài đường á bên chọt chọt thì cũng ướt không còn mấy bao thôi con thiệt hại là mấy mốt tới rồi tôi lần ướt thì mất bụng con hết. À, tối qua thì nước phân phê bất ngờ vừa là cái lúa thì trong nhà thì cũng nó xử lý kịp vì trong nhà cũng chăn nuôi gà lớn nhiều nữa vừa hám các thứ nó vừa lúa thì nghĩ là em nở ra những nửa lên quá nhanh thành tốc độ lên quá nhanh với trở tái kịp thì lửa ướt cái khoảng tầm 4-5 tấn. Cơn bão số 6, tức bão Trà Bi đi qua, gây mưa lớn, nước lũ dâng cao. Hiện vẫn đang khiến hàng trăm hộ dân tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị sống trong cảnh ngập nước. Chiều 28 tháng 10 năm 2024, tại xã Vĩnh Long, hàng chục chiến sĩ công an huyện Vĩnh Linh sau khi nắm được thông tin người dân bị thiệt hại tài sản của cải đã có mặt tại nhà của ông Lê Đa Vinh để hỗ trợ vận chuyển 5 tấn lúa bị thấm nước lũ. Bung quả khó đây, đây em vốn thôi chứ, đúng không? Cầm lên đó. Không nhiều, đây thì báo đi. Tôi là đường con huyện Vĩnh Linh, hôm nay là biết tình hình Vĩnh Long đã bị ngập lụt nên là phối hợp với công an xã Vĩnh Long đến đây để giúp bà con khắc phục hậu quả bão số 6. Hôm nay tại gia đình đây thì có nhiều lúa đã bị ngập, chúng tôi là phối hợp với công an xã đến đây để là bóc dỡ số lúa bị ngập lụt để bà con đi còn sấy kịp thời và bóc dỡ số lúa chưa bị ngập lên vị trí cao hơn để đề phòng nước lũ có thể tiếp tục quay trở lại. Xã Vĩnh Long là địa phương đang có gần 600 hộ dân bị ngập lụt. Trong đó vẫn còn nhiều hộ dân bị ngập sâu trong nước từ 1,2 đến 1,5 mét. Trong tối 27 tháng 10, nước lũ dâng lên quá nhanh đã khiến người dân không kịp trở tay. Lực lượng công an huyện Vĩnh Linh đã cắt cử lực lượng để đưa người dân đến nơi an toàn. Hiện tại nên nhờ cộng đồng, nên các đồng chí công an với xã với huyện cùng lên hỗ trợ với gia đình là để hỗ trợ chuyển lúa ướt với hỗ trợ đưa vô trong nhà máy để mà họ sấy đó. Rồi các đồng chí cũng có hỗ trợ dọn rén nhà cửa rồi là đồ loan rồi đó. Tính đến chiều 28 tháng 10, trên địa bàn huyện Vĩnh Linh vẫn xảy ra mưa lớn. Lực lượng chức năng đã bố trí các tàu thuyền tiếp viện lương thực thực phẩm cho người dân ở các vùng bị ngập sâu, tiếp tục lên phương án để hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại sau bão số 6. Có lạnh không? Thôi được rồi, cố gắng lên nào, tới nơi rồi, cố gắng lên nào. Rồi, mình đâu có nhìn cái đó, nhá. Đúng rồi, sao vậy chị? Cái này là mình đi từ đâu về? Hả? Em đi từ đâu về? Chiều. Đà Lạt về hả? Mình mệt mình có phải nằm ra đấy được không? Mình đi không? Lúc đó ai là người lái xe? Em lái xe hả? Em lái từ trên Đà Lạt về luôn hả? À, mình đi lên Đà Lạt lâu chưa? Tại cái thời điểm đó thì anh ngồi ghế nào? Ghế bên phụ hả? À, lâu chị là lái. Tại sao mình đi lại ở đây? Đây là lúc Trần Nguyễn Thu Trang, 39 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp, được đưa lên mặt đường đèo Bảo Lộc sau vụ việc đầu độc người tình rồi lái ô tô xuống vực sâu gây chấn động dư luận. Chiều ngày 28 tháng 10 năm 2024, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Nguyễn Thu Trang, 39 tuổi, ngụ thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp để điều tra hành vi giết người. Các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn. Trước đó, như báo Thanh Niên đã thông tin, bị can Trang là bị can giết người tình, là người đàn ông 39 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, bằng chất độc cyanua vào ngày 20 tháng 10 trên đường từ Đồng Tháp về thành phố Hồ Chí Minh bằng xe ô tô con. Sau đó, ngày 21 tháng 10, bị can Trang lái ô tô chở thi thể nạn nhân lên đèo Bảo Lộc. Tại đây, bị can Trang đã lái ô tô qua lại nhiều lần để tìm vị trí. Đến khoảng 12 giờ ngày 21 tháng 10, tại km 104 440 quốc lộ 20, khu vực đèo Bảo Lộc, thuộc địa phận xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc, bị can lái ô tô chở thi thể nạn nhân lao thẳng xuống vực sâu. Khi xe lao xuống vực, các túi khí trong ô tô bung ra, bị can này bị thương nhẹ. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông và lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông và triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.
Sau khi đưa bị can Trần Nguyễn Thu Trang đi cấp cứu, công an xác định có dấu hiệu bất thường nên khám nghiệm tử thi nạn nhân. Sau đó xác định ông này đã chết trước khi xe lao xuống vực. Do đó, công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ khẩn cấp bị can Trang để điều tra về hành vi giết người. Tại cơ quan công an, bị can Trang khai nhận do mâu thuẫn chuyện tình cảm, nên chiều ngày 20 tháng 10, khi cả hai đi cùng ô tô từ Đồng Tháp về thành phố Hồ Chí Minh, bị can Trang đã dùng cyanua đặt mua trên mạng trước đó để đầu độc người tình. Thưa quý vị, những ngày qua, hiện tượng sấm sét dày đặc đã trở thành mối quan tâm của nhiều người dân tại Nam Bộ khi hàng loạt cơn mưa lớn kèm sấm chớp liên hồi liên tục xuất hiện, khiến nhiều người không khỏi giật mình. Tình trạng mưa dông kèm theo sét đánh mạnh đang diễn ra với cường độ bất ngờ. Đặc biệt, khu vực miền Tây ghi nhận có đến 5 cơn sét mỗi phút, tạo nên cảnh tượng dữ dội trên bầu trời. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng ghi nhận hiện tượng sấm sét kèm mưa lớn kéo dài từ chiều đến tối, gây ngập và cản trở giao thông. Liệu hiện tượng sấm sét bất thường này có gì đáng lo ngại và điều gì đang thực sự diễn ra trên bầu trời Nam Bộ? Thạc sĩ Lê Đình Quyết, trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, đêm 27 tháng 10, nhiều nơi ở Nam Bộ ghi nhận lượng mưa vượt 100mm, sấm sét cường độ mạnh và nhiều do ảnh hưởng hoàn lưu bão. Theo ông Quyết, khu vực Nam Bộ xuất hiện mưa lớn diện rộng, lượng mưa từ 7 giờ đêm 27 tháng 10 tới 7 giờ ngày 28 tháng 10. Nhiều nơi trên 50mm, một số nơi trên 100mm như Bình Chánh tại thành phố Hồ Chí Minh là 101,2mm, Long Thành tại Đồng Nai 103mm, Dĩ An tại Bình Dương 108,4mm, Mỹ Xuân tại Bà Rịa Vũng Tàu là 111,8mm, còn ở miền Tây có Cao Lãnh tại Đồng Tháp 100mm. Hiện tượng sấm sét là do thành phố Hồ Chí Minh chịu tác động bởi các hình thái thời tiết gây mưa, gồm dải hội tụ nhiệt đới nối với cơn bão số 6. Khi bão sát bờ, do tác động của địa hình sẽ gây nhiễu động trên phạm vi rất lớn, gió Tây Bắc chuyển sang Tây Nam. Trong khi đó, nền nhiệt độ khá cao rộng với độ ẩm không khí cao làm cho không khí trở nên bất ổn định. Sự xáo trộn trong không khí rất mạnh khiến mây đối lưu hình thành và phát triển gây nên mưa rào và dông, sét. Sét đo bằng mật độ, tức là số lần đánh trên một diện tích trong một khoảng thời gian. Số lần đánh nhiều thì nguy cơ sét đánh trúng người, vật cũng rất cao. Tuy nhiên, khi thấy tia chớp sáng lóe và nghe thấy tiếng sấm là hiện tượng xảy ra khi hai luồng điện tích trái dấu gặp nhau trong đám mây hoặc giữa đám mây với đất. Sét đánh trúng có thể gây chết người và vật nuôi nên rất nguy hiểm. Người dân cần chú ý tìm nơi an toàn phòng tránh sét, hạn chế di chuyển ngoài trời cũng như đốt dưới tán cây to khi có dông sét. Trong thời gian xảy ra dông sét, người dân nên hạn chế sử dụng điện thoại, tránh các chỗ ẩm ướt như phòng tắm, bể nước, vòi nước vì đó là các vật dễ bị sét đánh lan truyền. Bên cạnh đó, ngắt các thiết bị điện để tránh bị điện giật, hỏa hoạn, không đứng gần hoặc thò đầu ra ngoài cửa sổ, cửa chính. Người dân có thể dùng các vật dụng cứng che đầu và tìm ngay nơi tránh trú tại những công trình kiên cố có mái che. Tuyệt đối không trú mưa dưới các gốc cây to, gò cao và nơi có nước, tránh xa các vật dụng kim loại như xe đạp, xe máy, hàng rào sắt, trạm biến áp, cột điện, đường dây điện. Bởi vì chúng là những thứ thu hút sét. Vâng, thưa quý vị, như vậy trong những ngày tới, người dân cần hết sức lưu ý và thực hiện các biện pháp phòng tránh sét khi di chuyển hay sinh hoạt ngoài trời. Do đó, quý vị hãy chú ý theo dõi các bản tin dự báo thời tiết của cơ quan khí tượng để cập nhật tình hình mới nhất.